thị trường sau quá trình tàu đáy quanh 1240 và có một nhịp tăng gần 40 điểm thì ngày hôm nay đã có cái dấu hiệu chững lại. Đấy, và nếu anh chị theo dõi phiên giao dịch này thì anh chị sẽ thấy các cổ phiếu giảm điểm nó đang lớn ác so với cổ phiếu tăng và đồng thời là cái phiên chiều thị trường nó có một cái biến động rất là mạnh ở quanh đây. Nó chứng tỏ cho thấy là bắt đầu có nguồn cung nó xuất hiện. Vậy thì đối với cái thị trường hiện tại, nếu như mà anh chị đang nắm giữ một trong ba cái cổ phiếu này thì anh chị có thể gọi là an tâm công tác rồi đấy và anh chị nào hiện tại mình đang nắm giữ một trong ba cái cổ phiếu này ngày hôm nay em chia sẻ với anh chị thì anh chị bình luận phía bên dưới để em xem coi là có bao nhiêu anh chị nhận được những cái cổ phiếu mà em à, có tư vấn trước đó rồi ha rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sơ qua về một cái phiên giao dịch à, mà nó tương đối là dằn co và cũng như là chia sẻ cho anh chị về cái phiên giao dịch cuối tuần đấy là cái phiên giao dịch ngày mai để mà anh chị có một cái gọi là một cái hành động và một cái chiến lược cho nó hiệu quả nhất ha. Rồi xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với kênh trồng kiết stock. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào à, trước khi bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay đi thì à, em sẽ đi sơ qua về cái mặt thông số của thị trường. Giai đoạn hiện tại thì anh chị thấy là thị trường có bốn phiên phục hồi tương đương với gần 40 điểm. Nhưng mà với cái mức thanh khoản vẫn duy trì ở cái mức thấp. Thì đây chính là cái dấu hiệu mà cho thấy dòng tiền nó vẫn chưa thật sự mặn mà với cái thị trường này. Và em có chia sẻ với anh chị trong cái nhóm cộng đồng. Thì trong nhóm em có chia sẻ với anh chị về cái kịch bản của thị trường đúng không ạ? À? Đây nè anh chị. Thì anh chị thấy là thị trường hiện tại đơn thuần chỉ là những cái cổ phiếu riêng lẻ nó đánh lên. Giai đoạn này có cổ phiếu tham gia vẫn không khuyến nghị anh chị đánh lớn được đúng không ạ? À? vì cổ phiếu riêng lẻ nó đánh thì cái xác suất mà anh chị chiến thắng trên thị trường này nó sẽ không cao so với thị trường xuất hiện một cái nhóm ngành dẫn dắt giả sử anh chị đánh vào một cái cổ phiếu dòng dẫn dắt ví dụ dòng chứng khoán trong năm 2023 anh chị mua đại một cái cổ phiếu dòng chứng khoán anh chị cũng sẽ có lợi bởi vì cái tính chất của nhóm ngành gọi là sức mạnh của dòng dẫn dắt anh chị cổ phiếu mạnh nó đi lên thì nó sẽ lan tỏa sang các cổ phiếu của cùng ngành nó đánh đó nên là giai đoạn này nếu như mà không đánh được những cái cổ phiếu riêng lẻ thì cũng không sao hết cả anh chị quan trọng là anh chị giữ được tiền và anh chị không bị mất tiền ở những cái cú điều chỉnh là rất là tuyệt vời rồi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích về cái trạng thái của thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nha. Nếu mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, nó thực chiến và muốn đồng hành cùng em trong nhóm Zalo thì anh chị quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình nè. Thì đây chính là cái nhóm mà em hỗ trợ anh chị hoàn toàn miễn phí ngay trong phiên giao dịch ha. Đấy anh chị tranh thủ vào nhóm đi. Vì trong phiên giao dịch nó sẽ có nhiều biến động và nếu như mà không được hỗ trợ kịp thời thì có thể anh sẽ anh chị sẽ gọi là mua bán rất là loạn xạ. Đấy, trong đây thì em sẽ ổn định gọi là ổn định cái tinh thần của anh chị cũng như là cập nhật cho anh chị những cái dữ liệu nó sớm nhất hay nó cấp bách nhất trên thị trường ha rồi bắt đầu vào cái nội dung hôm nay thì <laughs> đối với cái thị trường hiện tại thì quan điểm của em thị trường nó đang tăng trong nghi ngờ và trong một hai video gần đây em có chia sẻ với anh chị về trạng thái tăng trong nghi ngờ của thị trường đúng không ạ à? tức là thị trường nó sẽ tiếp tục nó tăng đó rất nhiều anh chị rồi gọi là đám đông đi rất là nhiều rất là nhiều người đám đông ấy họ kỳ vọng tức là họ nghĩ thị trường nó đang phục hồi rồi kiểu gì nó cũng tiếp tục nó rơi thôi những cái phiên này nó tăng mà nó không có thanh khoản thì nó sẽ tiếp tục rơi nhưng mà không anh chị nó tăng liên tiếp 4 phiên rồi và nó vẫn không có thanh khoản và trong khi đó những cái cổ phiếu những cổ phiếu mạnh nó vẫn tiếp tục nó đánh đó, rất nhiều cổ phiếu trạng thái vừa rồi em chia sẻ với anh chị. Thì nếu mà anh chị nào gọi là mình nhanh tay đi, mình có được cổ phiếu trong cái vùng giá tốt rồi thì em xin chúc mừng à, những anh chị đó ha. Còn nếu mà anh chị nào mà gọi là mình chưa vào kịp đi thì không có gì phải phải lo lắng hết cả. Vì thị trường này nó sẽ chưa thể vào sống được nếu như không có nhóm ngành vận, dẫn dắt. Một cái thị trường mà nó muốn tăng mạnh phải có dòng dẫn dắt. Và cái dòng dẫn dắt đó nó ảnh hưởng tới cái yếu tố thị trường, tức là cái nhóm ngành đó đủ lớn để dẫn dắt thị trường. giống như cái giai đoạn này anh chị thấy là dòng gì anh chị? dòng ngân hàng đúng không mà, song song đó thì có một vài cái cổ phiếu à, khu công nghiệp, rồi à, dệt may, à không, khu công nghiệp, rồi à, hóa chất anh chị, đúng không ạ à? rồi chủ đạo là nhóm ngân hàng nó tăng giá. hay là cái cái nhịp tăng này anh chị là gì ạ? À? là nhóm chứng khoán đấy năm 2023 là nhóm chứng khoán nó tăng song song đó thì có một vài cái cổ phiếu bất động sản nó cũng tăng và nó tăng đâu đó tầm vài chục phần trăm anh chị đấy thì khi khi đó những cái cổ phiếu gọi là những cái à, những cái nhóm ngành mà nó ảnh hưởng đến thị trường trực tiếp đi như là dòng chứng khoán này bất động sản thép hoặc là ngân hàng đi ở những cái nhóm ngành mà nó thuộc dạng lớn lớn trên thị trường anh chị thì nó sẽ tạo cho một thì, thì nó sẽ tạo ra một cái xung lực để mà thị trường có thể tăng giá được. Còn giai đoạn này anh chị thấy là dường như chẳng có nhóm nào nó tăng được. Chứng khoán thì sao? Hôm trước em chia sẻ với anh chị, đa số đều trong quá trình phục hồi thôi, sau một cái nhịp rơi bị bán rất là mạnh này. Thì đây chỉ là những cái nhịp phục hồi, đúng không ạ? À? Hoặc là nhóm gì anh chị? Nhóm ngân hàng thì mới bắt đầu tạo đáy thôi. Mà tạo đáy thì sao anh chị? Thì nó sẽ bước vào cái trạng thái phục hồi chứ chưa thể bước vào một cái trạng thái tăng trưởng được đó anh chị hình dung được không mà bid này thì đây chính là cái cú phục hồi nó đi lên lại vùng phía bên trên của nó nhưng mà nó chưa thể tăng trưởng được một cổ phiếu một cái cổ phiếu mà nó muốn gọi là muốn vào pha tăng trưởng anh chị thì cái điều đầu tiên á nó phải không còn nguồn cung nữa và điều thứ hai là nó phải là một cái cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt cho cái nhóm ngành nó đi lên và nó tạo sóng Đấy. Thì quay trở lại đối với cái thị trường hiện tại thì anh chị thấy là đa số các cổ phiếu dòng thị trường nó vẫn chưa thể tạo sống được. Vậy nên kết luận duy nhất của em ở thời điểm hiện tại vẫn là những cái cổ phiếu riêng lẻ nó đánh lên. Vẫn chưa có sóng ngành và mình vẫn đi vốn với một cái biên độ vừa phải. Đấy. Cái chiến lược mà em luôn chia sẻ với anh chị trong cả tuần vừa rồi đây. Đấy. Thị trường nó chưa có dòng dẫn anh chị nha nếu như mà mình có mua mới, mình có đánh mới Thì anh chị lưu ý cái tỷ trọng giúp em Mình không nên đi tỷ trọng quá lớn ở cái giai đoạn này Nếu mà có đánh thì mình cũng nên đi vốn vừa phải thôi Và cái việc quan trọng thứ hai em muốn chia sẻ với anh chị là Đối với thị trường hiện tại, dù nó có tăng tiếp Tăng về vùng 1.300 đi chăng nữa Hoặc là nó có chỉnh đi Thì em cũng không quan tâm Bởi vì cái giai đoạn này không có dòng dẫn thì nó muốn tăng nó muốn chỉnh như thế nào mặc kệ nó anh chị anh chị hình dung được không ạ à? cái mà chúng ta cần quan tâm là có cổ phiếu nào đánh hay không có cổ phiếu nào có sống không đấy nếu như không có cổ phiếu có sống thì anh chị mua làm gì bởi vì mình mua cổ phiếu mình kỳ vọng nó tăng giá mà nếu nó tăng giá thì nó phải có sống đúng không ạ à? cho nên giai đoạn này anh chị lưu ý giúp em cái điểm này cổ phiếu nó có điểm mua cổ phiếu nó có kỳ vọng vào sống thì chúng ta hãy đánh còn nếu như không có kỳ vọng vào sống thì thôi cho nó qua một bên không cần phải quan tâm nó nữa và cũng như là đừng quan tâm quá nhiều về cái chỉ số thị trường giả sử ngày mai thị trường nó giảm thì sao anh chị nhưng lỡ có cổ phiếu nó đánh lên anh chị có dám mua hay không đúng không ạ à? đấy thị trường giảm nhưng vẫn có cổ phiếu nó đánh thì anh chị có dám mua hay không giống như cổ phiếu à vgi đúng không ạ à? anh chị nhìn nè Những cái phiên này nè Đấy. Thị trường nó làm gì anh chị? Nó tăng trong nghi ngờ, đúng không ạ? À? Nhưng mà có cổ phiếu gì VGI nó đi lên. Thì cái phiên này anh chị có dám đánh không ạ? À? Đúng không ạ? À? Đấy. Nó đang phân kỳ với thị trường này, thị trường ở đây có phải là vùng đỉnh đúng không anh chị? Nhưng mà cổ phiếu nó tạo đáy nó đi lên. Thì những phiên này anh chị có dám đánh hay không? Đó, nhưng nếu mà mình không đánh thì sao? mình bỏ lỡ một cái khoản lợi nhuận này rất là lớn phải không anh chị đó thì đó là một vài cái ví dụ thôi bởi vì giai đoạn này chỉ có một vài cái cổ phiếu nó vào sống thôi anh chị đó nên là giai đoạn này em lưu ý với anh chị một cái vấn đề là nếu cổ phiếu nó có đánh thì mình cứ thẳng tay mình đánh còn nếu cổ phiếu nó không đánh thì thôi mình giữ tiền thị trường này nó chưa có sống nên cái việc quan trọng nhất vẫn là cái việc đi vốn cái việc đi vốn nó sẽ quyết định 80% cái sự thành công của anh chị trên thị trường. Và đó cũng chính là cái mà em muốn hướng đến với anh chị. Giả sử anh chị đánh được cổ phiếu VGI đi, đúng không ạ? À? Anh chị lãi được mấy trăm lần đi. tại mua ở giả sử anh chị mua ở đây, giá 40 đi, lên tới đây là lãi hơn 100, 100% rồi, đúng không ạ? À? Thì sao À? Nhưng mà anh đi anh chị đi vốn bao nhiêu? Mua con trăm cổ phiếu à, Vậy thì có lãi được nhiều đâu, đúng không ạ? À? Giả sử anh chị mua cổ phiếu VGI, nhưng mà anh chị không có niềm tin ở cổ phiếu, thì anh chị cũng không thể nào anh chị mua nhiều được, và cũng không thể nào có lãi to được. Đấy, cho nên là nếu như mà mình có đánh, á, thì mình phải chia vốn ra cho nó hợp lý và an toàn nhất. Đó. Và mình phải hiểu được cái sự kỳ vọng của mình nó như thế nào, anh chị nha. Giai đoạn này thì anh chị nào mà mình đi vốn lớn, thì em cũng rất là... À, gọi là mình cũng phải cẩn thận Đấy Quay trở lại thì đối với thị trường thì à, Tổng kết Thứ nhất là về cái chỉ số Em sẽ không quan tâm về cái chỉ số Bởi vì thị trường nó đang tăng trong nghi ngờ mà Ai biết nó tăng tới chừng nào anh chị Bản thân em em không biết được đâu Đó Có dùng chỉ báo hay là dùng những cái kỹ thuật gì đi Cũng không thể nào dự đoán chính xác được Cái mức điểm mà thị trường nó sẽ dừng lại Đấy nhưng mà em hiểu được bản chất là thị trường này nó tăng Nhưng mà phải có cổ phiếu đánh Còn nếu không có cổ phiếu đánh thì thôi Không đánh anh chị Đúng không ạ? À? Giả sử bởi vì bản chất mình đầu tư trên thị trường là mình mua cổ phiếu Chứ không phải là mua chỉ số anh chị Và nếu anh chị nào mà mình muốn đánh chỉ số đi Thì anh chị có thể tham tham gia vào thị trường phái sinh Đấy, Thì đối với cái mạng phái sinh thì em sẽ không khuyến khích anh chị tham gia bởi vì cái cái mảng này em còn tự em còn không tự tin để mà em chia sẻ cho anh chị. Đó, đúng không ạ? nữa là những cái gì mà mình không giỏi đi, em nói thật. Cái gì mà em không giỏi thì em sẽ không tư vấn cho anh chị. Vậy ha. Đấy, em chỉ tập trung vào những cái mà mình giỏi và mình tạo ra được giá trị cho những những anh chị nào mà đồng hành cùng em thôi. Rồi thì quay trở lại, ngày hôm nay chúng ta có những cái cổ phiếu mà anh chị cần phải quan tâm. Và nếu mà anh chị nào mà mình có được một trong những cái cổ phiếu mà em chia sẻ này Đấy thì anh chị cứ yên tâm công tác ha Đấy thì cái cổ phiếu thứ nhất ngày hôm nay là cái cổ phiếu BLX đúng không mà Nó kéo rất là mượt Đó. Trong phiên chiều nó kéo anh chị nhìn về cái đồ thị gọi là đồ thị ngắn hạn hơn đi 15 phút Thì anh chị thấy là tầm khoảng 1 giờ 45 nó có một cái lực dòng tiền vào rất là khủng khiếp Và trước đó nó cũng có tiền vào rồi anh chị Phiên sáng nó đã có tiền vào nó mồi vào rồi và sau đó nó lại tiếp tục nó mồi vào ở phiên chiều anh chị chứng tỏ là dòng tiền sau ngày càng dốc dần lên thì đây chính là cái nỗ lực đẩy giá của tổ chức và ngày hôm nay nó đóng nến đâu đó tầm khoảng 4,9% nó đạt về cái điều kiện rất cao rồi tức là bứt phá khỏi cái vùng nền giá và anh chị nào mà theo dõi những cái video của em trước đó đi em có chia sẻ rất nhiều về cái cổ phiếu mà nó gọi là giữ được cái vùng giá này Đúng không ạ? À? Nó khỏe hơn thị trường đó anh chị Có BLX Thì anh chị nào mà mình mua được BLX rồi Thì xin chúc mừng tất cả anh chị ha Đói, Ngoài ra thì có những cổ phiếu gì nữa anh chị Cổ phiếu OI nè Hôm nay nó cũng tăng rất mạnh Nó tăng trần anh chị Cái cách đánh con OI này nó rất giống Cổ phiếu TVN Thì đối với TVN Thanh khoản nó thấp quá Thấp lắm anh chị Và nó thuộc dạng đầu cơ anh chị nhìn đi, nó tăng một phát thôi là 15% rồi. Đúng không ạ? À? Đây là 15%, tăng trần đó anh chị. thấy sàn upcom thì nó nó ước lượng 15% thôi, nhưng mà trên thực tế thì nó không có thể là không bằng với cái biên độ 15%. Nhưng mà anh chị thấy nó tăng như vậy này anh chị có dám mua. Đó. những cái phiên này cũng chính là những cái phiên mà nó bước vào một cái giai đoạn tăng tốc và có khả năng sắp tới ngày mai nó lại tiếp tục mở gáp đó anh chị. Những cổ phiếu này thì nó tăng rồi thì em sẽ không giới thiệu anh chị nữa. Có cổ phiếu OI hôm nay nó tăng này và em có giới thiệu với anh chị trong nhóm. Phiên này là cái phiên mà nó nó đánh lên tương tự như cái cổ phiếu TVN đó anh chị. Đấy. Rồi cổ phiếu gì nữa? Cổ phiếu TNH này. Đấy, hôm nay toàn là những cổ phiếu nhỏ nó đánh thôi anh chị ơi. TNH cũng là cổ phiếu nhỏ. Và nó đi lên sau một cái quá trình rũ bỏ này. Cái thế của nó tương tự như cổ phiếu TVN và cổ phiếu OI. Đúng không anh chị? Đấy, không khác gì luôn Đấy, và anh chị thấy là khi mà nó rủ nè nó quay trở lại dòng tiền nó rất mạnh vậy thì nếu như ngày mai nó làm thêm một cái cây trần nữa thì anh chị cũng không quá bất ngờ đúng không ạ à? không quá bất ngờ ở đây là có thằng kiệt nó tư vấn rồi con kiệt nó chia sẻ rồi bây giờ anh chị chỉ cần xem video và anh chị chờ xem những cái việc mà hàng kiệt nó tư vấn nó chia sẻ đó nó có diễn ra hay không còn nếu như mà nó diễn ra rồi thì sao anh chị anh chị xem video ngày hôm nay nè Lỡ như ngày mai nó tăng luôn thì sao anh chị? Thì anh chị quay lại cái video này, anh chị cảm ơn em một cái đi. Đúng không ạ? À? Đấy, hoặc là anh chị xem video, anh chị thấy hay. Ở thời điểm hiện tại nè, anh chị cứ nhấn giúp em một cái lượt like đi. Giả sử ngày mai, ngày mốt hoặc ngày tới đi, nó vẫn chưa xuất hiện. Thì anh chị quay lại, anh chị nói em cũng được. Rồi làm mắng vốn á. Đấy, thì không sao hết. Đấy, anh chị xem video, anh chị thấy hay là em vui rồi. Mà thấy hay thì sao anh chị? Thì phải nhấn like anh chị nha. Rồi, quay trở lại nè thì có cổ phiếu oi và cổ phiếu BLX là hai cổ phiếu mà nó thuộc dòng dầu khí mà gọi là có vốn nhà nước khá là lớn hôm nay nó tăng tương đối đẹp anh chị mà trước trước khi nó tăng đi anh chị thì em đã chia sẻ với anh chị rồi đúng không ạ à? BLX thì nó đang tích lũy nó giữ giá rất là tốt so với những cái cổ phiếu gọi là so với thị trường đi anh chị so với thị trường đang giảm mạnh thì nó giữ giá rất là tốt nè trước khi mà nó tăng thì nó đã có dòng tiền mồi vào trước đó rồi phải không anh chị Tiền vào trước đó nè, bây giờ nó thêm cây tiền xác nhận nữa. Rồi cổ phiếu OI cũng vậy nè. Cổ phiếu OI thì trước đó nó có những cái phiên, những cái cây dòng tiền rất lớn rồi. Hôm nay nó lại tiếp tục nó mồi tiền vào. Vậy thì anh chị nhìn thấy một cái điểm chung ở cái cổ phiếu này là gì anh chị? Là trước đó đều có dòng tiền lớn. Họ đỡ giá rồi, họ bảo kê rồi anh chị. Thì sao ạ? À? Thì ngày hôm nay nó tăng thì cũng đừng có quá bất ngờ. Bởi vì tiền to họ đỡ giá rồi. Mà lý do gì họ đỡ giá anh chị? Vì không muốn cổ phiếu giảm. Không muốn cổ phiếu giảm thì trong tương lai cổ phiếu nó sẽ tăng đúng không ạ? Chứ không có một cái ông nào mà tự nhiên lấy tiền của mình ra đỡ giá cho cổ phiếu nó đi ngang mãi được anh chị. Đúng không ạ? đấy Đỡ giá thì sau đó sẽ bước vào một cái nhịp tăng. Thì cái việc mà anh chị cần làm là, là kiên nhẫn. Có một anh khách hàng của em cầm giữ BLX từ gọi là từ tháng 5 cho tới giờ luôn rồi anh chị. Mua ở những cái vùng này nè lên tới đây vẫn còn cầm và gọi là rất là nản rồi đúng không ạ? À? nó đi ngang ngoài em ơi. bây giờ phải xử lý sao? sau hôm nay thì anh bắt đầu gọi là anh không còn cảm thấy chán nữa <laughs> đúng không anh chị? không còn cảm thấy chán nữa bởi vì cổ phiếu nó tăng. cho nên là cái hơn thua ở nhau là cái sự kiên nhẫn giữa nhà đầu tư của chúng ta thôi anh chị ạ. À. rồi thì cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu TNG này anh chị. đấy TNG cũng rất là đẹp cái form của nó để anh chị nhìn nha nếu như TNG, TNG ngày mai hôm nay là một cái phiên test cung của cổ phiếu này hôm nay là một cái phiên test cung vì nó kéo ở cuối phiên và nó kéo rất là tốt và nếu ngày mai nó xuất hiện một cái phiên gọi là phiên dòng tiền vào và nó tiếp tục nó đánh lên đi volume đâu đó tầm khoảng hơn 6 triệu cổ đi đẹp anh chị 6 triệu cổ thì đẹp thì nó sẽ tiếp tục vào một cái nhịp tăng đây là một cái mẫu hình vòng cung hướng lên này, anh chị. Đây nè. Một cái mẫu hình vòng cung hướng lên, đúng không ạ? À? Vòng cung này. Đó. Nếu như mà ngày mai nó xác nhận thì nó sẽ tăng. Còn nếu như nó không xác nhận thì sao anh chị? Anh chị có nghe cái câu gọi là bất quá tam bao giờ chưa? Bất quá tam tức là cái việc gì nó diễn ra quá ba lần rồi. Nó sẽ không lặp lại nữa và có thể là nó sẽ thay đổi. Giống như ba phiên gần đây nè, sau cái phiên tăng giá này thì sau ba phiên gần đây nó như nào? Đi ngang, đi ngang, đi ngang, đúng không anh chị? Vậy thì một ngày mai nó phải tăng luôn thì nó sẽ đẹp. Còn không thì nó sẽ quay trở lại tiếp tục cái trạng thái gọi là tích lũy cái vùng nền giá của nó ha anh chị. Anh chị lưu ý cái kịch bản mà em chia sẻ với anh chị ha. Bởi vì nếu như mà nó xảy ra thì anh chị cũng biết mình phải làm gì và mình đang kỳ vọng về cái gì. Nếu như mà nó tích lũy tiếp thì sao? Thì anh chị cái chi phí cơ hội của anh chị bỏ ra có thể đâu đó tầm khoảng một tháng cổ phiếu nó chưa tăng được vì nó sẽ tiếp tục tích lũy nó giống như trạng thái này nè anh chị một hai ba giảm đúng không mà giảm thì sao quay lại tích lũy quay lại tích lũy thì sao anh chị đấy từ tháng 6 này cho đến cho đến tháng 7 có thể là nửa tháng hoặc là một tháng cái đó em không biết được vì cổ phiếu tích lũy đến khi nào mình đâu có biết được đúng không ạ? À? nó gom hàng đủ chưa mình đâu biết được anh chị chỉ có tay to họ mới biết được thôi Và có khi tay to họ cũng không biết được Bởi vì có rất nhiều tay to họ gom hàng Chỉ khi họ thấy đủ thì họ mới đánh lên thôi anh chị Và cái việc của em là Nhận diện giúp anh chị khi nào tay to họ đánh lên Đó Thì đó là cái công việc của em đó anh chị Và nếu anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay Nó hữu ích Anh chị nhớ cho em một cái nút like ha Đấy Tại sao em lại phải liên tục nhắc anh chị nhấn nút like giúp em bởi vì anh chị xem video thì anh chị khi mà anh chị tương tác với em thì cái kênh YouTube nó sẽ đề xuất cho những cái video mà nó được nhiều tương tác hơn đến với nhiều người xem hơn. Thì đó cũng là một phần để mà giúp cho cái kênh của em nó được nhiều người biết đến hơn anh chị ha. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng em và theo dõi em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tiếp theo nè, rất nhiều cổ phiếu của anh chị ơi. Đấy, có thể là trong video hôm nay em sẽ không thể chia sẻ hết về các cổ phiếu MVKG cũng vậy nè Cái xu hướng của nó vẫn tốt Ngày mai nó phải tăng anh chị Nó cũng tương tự TNG Mai nó phải tăng anh chị Đấy Họ, Nếu như nó không tăng thì nó sẽ cứ lình xình mãi đó Nó giống như FRT nè Anh chị thấy không Nó không tăng nó cứ lình xình mãi mãi về này anh chị Rất là chán anh chị đó, và có thể sẽ mất cái chi phí cơ hội anh chị Cuối tháng 5 này cho đến đầu tháng 7 Nó cứ lình xình vậy thôi anh chị ơi Đó thì đối với những cái cổ phiếu mà nó vận động khỏe hơn thị trường đi thì anh chị nhìn phát là anh chị sẽ thấy thấy ở đây là nhìn thấy cổ phiếu nó giữ giá đi ngang đi hoặc nó tăng đi tức là nó đang khỏe hơn so với thị trường và nếu mà anh chị có được những cái cổ phiếu mà nó đang giữ giá được so với thị trường như vậy thì em xin chúc mừng anh chị anh chị đang là một trong những à, phần trăm may mắn gọi là may mắn nhất trên thị trường rồi bởi vì giai đoạn này em dám chắc với anh chị rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn đang sợ hãi và vẫn chưa tham gia thị trường đâu. Nhưng nếu anh chị có được những cái cổ phiếu này thì thị trường nó có tiếp tục nó tăng thì anh chị cũng sẽ không sợ bị bỏ lỡ nữa. Hoặc nếu thị trường nó có tiếp tục giảm thì những cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu bảo kê cho cái danh mục của anh chị. Đấy, và nếu như mà anh chị quan tâm những cái mã cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới nó có đạt điều kiện hay không giống như TNG hoặc là MVKG đi. Ngày mai nó có tăng hay không thì anh chị tham gia vào nhóm cộng đồng của em. Trong cái nhóm Zalo này em sẽ hỗ trợ cho anh chị về những cái dữ liệu trực tiếp nhất. Đây nè anh chị. DCM cái hôm trước thì em có phân tích với anh chị trên video rồi đúng không ạ? À? Hôm nay thì sẽ tiếp tục tích lũy bởi vì nó không bức được cản. Thì cũng giống như cái cổ phiếu những cái cổ phiếu nổ lên mà không bức cản thì thì quay lại nền giá thôi anh chị ạ. À. Đấy. Rồi thì đó là một vài cái chia sẻ của em trong video ngày hôm nay nha. Anh chị nào mà hiện tại mình vẫn chưa biết tham gia vào cổ phiếu nào, hoặc là mình vẫn còn đang bị là bị mông lung đi với cái thị trường này. Nó tăng như vậy rồi thì có nên tham gia này hay không, hoặc là còn cái điểm mua nào an toàn nữa hay không. Đấy, anh chị cứ tham gia vào nhóm cộng đồng để mà trao đổi với em ha. Hoặc là anh chị có thể liên hệ với em trực tiếp qua cái số Zalo em có để trên màn hình để mà anh chị có thể trao đổi với em về những cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm hoặc đơn giản là nhờ em hỗ trợ tư vấn cho danh mục anh chị ha. Đấy cái việc mà tư vấn danh mục như này thì em sẽ hỗ trợ anh chị hoàn toàn miễn phí. Đấy. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp anh chị trong phiên giao dịch cuối tuần ngày mai ha. Rồi, chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị có một buổi tối an lành.